Leonai, con muốn làm con người. Trời ơi, ở dưới nước con được làm bá chủ, các loài cá dữ đều phải khiếp sợ. Đã bảy rái cá còn là thiên thần hộ mệnh của người cá tiên cá, tự nhiên muốn làm người chi con. Rồi mấy con cá hung dữ, ai trị tụi nó đây? Nhưng con vẫn muốn làm con người, tuy con người sợ các loài cá hung dữ, nhưng họ không hề sợ tụi con. Họ giết hại ăn thịt rái cá chúng con. Con không chịu, con muốn làm con người. Thôi con đừng làm nũng nữa, các người cá của tôi sẽ bảo vệ con. Yên tâm đi, đừng có quậy tôi nữa, đi chỗ khác chơi đi con.